Hello, xin chào các bạn nhé. Wow, quá nhiều đồ chơi luôn các bạn ạ. Wow, đầu tiên đó là một cái thanh kiếm của Viking các bạn ơi. Wow, thanh kiếm Viking này là tay cầm là hình đầu trâu. Wow, có hai sừng này các bạn này. Lưỡi kiếm màu trắng nha. Ok. Tiếp đến đó là một thanh kiếm người nhẹ này. Thanh kiếm hình tròn này. Wow, có anh người nhẹ Spider-Man này. Wow, anh ấy mặc bộ quần áo là quần màu xanh, liền áo là màu đỏ nha các bạn nhé. Ok. Tiếp đến đó là một khẩu súng nước của Ultraman. Có mặt nạ của Ultraman ngay trên đây này các bạn này. Ok nha. Wow, bình chứa nước màu đỏ. Oh, thân súng màu xanh nha. Ok. Wow, tiếp đến đó là một mặt nạ của Joker. Wow, mái tóc màu vàng. Yeah. Wow, cầm mắt thông quần luôn này, mũi đỏ, mồm đỏ luôn. Ok. Tiếp đến đó là một quả bí. Ma quái. Cái này làm trong lễ trang phục Halloween các bạn nhé. Wow, màu cam luôn. Ok. Còn tiếp theo đó là mặt nạ Dracula. Wow, mặc cả đầu các bạn ơi. Wow, có răng nanh rất là sắc bén, dài mà nhọn. Mặt thông quần màu đỏ nhé. Mặt đầy máu, sợ quá. Ok. Wow, tiếp đến đó là một mặt nạ của chú bát giới. Mắt màu vàng này, đội mũ màu hồng các bạn nhá, hồng tím. Có cái lưỡi màu đỏ đây. Trông rất dễ thông ngục nghĩnh. Ok. Wow, xem còn gì đây, là một khẩu súng máy. Wow, khẩu súng máy là của Captain America, của đội trưởng Mỹ các bạn ơi. Wow, thân súng màu xanh dương kết hợp với màu đỏ nha các bạn nhá. Ok. Wow, tiếp đến đó là một khẩu súng của đội trưởng Mỹ này, Captain America này các bạn này. Nhìn ok, rất là xịn sò nha các bạn nhá. Ok. Wow. Cuối cùng là một khẩu súng máy màu đen tuyền luôn. Ok. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn.